Hiếu ơi, cố lên nha. Cố lên. Cố lên anh Hiếu ơi. Ui, kẹp chặt vào anh Tuấn. Ê, cẩn thận, cẩn thận. Cố lên anh Hiếu ơi. Cố lên anh Hiếu ơi. Chuyển đi, chuyển đi, chuyển đi. Thảo ơi. Thảo. Thảo, Thảo ơi. Mày đừng dọa tao nhá, tỉnh đi. Thảo. Thảo. Ôi, ê, mọi người tránh ra, để em. Ôi. Sao sao thế? Nó hẹo rồi à? Thế làm sao đấy chị? Chị nói nhanh xem nào. Nó vẫn thở. Ôi. Dài dời, giật chết cá mình. Thôi, để tao vác nó lên trạm xá. Không nhớ nó chấn thương sọ não rồi về bố tao đánh tao chết đấy. Ê, chắc nó ngã, nó choáng một tí thôi, nó tỉnh bây giờ đấy. Bây giờ mày mà vác nó lên trạm xá nhá, xong rồi bố mày lên, xong bố mẹ tao lên đi thì tao chỉ có xác định thôi. Trời giời ơi, bây giờ mà chờ thì biết đến khi nào chị Thảo tỉnh. Để em. Thùy Anh có bị sao không? Ngu chửa, ai bảo đi cù nó. Khiếp, nay chị Thảo ăn cái gì mà đạp mạnh thế? Này, có sao không? Mày làm bọn tao hú hồn chị mén đấy. Mày chửa hẹo ấy nhá. Ô, các anh là ai? Này, tao là anh mày mà, ok? Mày bị thằng Tuấn nó đá bóng vào đầu mày mất trí à? Thôi, đừng có mà đùa nữa, gấp quả bóng chứ không phải cục gạch đâu mà làm cái chết chứ nhở. Anh là ai? Anh nói gì vậy? Này, thế mày tên gì hả em? Em tên gì á? Đúng rồi, em tên gì nhở? Này, thế anh tên gì? Bốn chữ thôi. Bốn chữ? Này, với cái nhan sắc của anh này, mình nhận ra anh chưa? Xấu thế, em không biết anh là ai đâu. Này, mày đừng có nói là mày không nhớ chị là ai nhá. Chị là ai đấy, em không biết. Im, để tao đập cho mày một phát cho mày nhớ lại. Chị An. Chị bình tĩnh, cứ cục xúc thế là sao nhở? Thôi gì? Mày nhìn kỹ anh đi. Mày xem mà anh có quen không? Ở đấy đúng rồi. Phải, chắc nhớ ra rồi đấy. Quen đâu. Không, em chả nhớ gì cả. Chị Thảo ơi, chị chắc chắn là chị không nhớ gì à chị Thảo? Em là ai? Mấy người là ai? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Mấy người là bạn tôi à? Nhà tôi ở đâu? Sao tôi lại bị mất trí nhớ? Mấy người đã làm gì tôi đúng không? Tôi không biết đâu. Này, đã ai làm gì đâu mà khóc? Mày đi đi! Tao là anh mày này! Mày có nhận được không? Cấm khóc! Im mồm! Anh là anh tôi á? Ôi giời! Mày là Thảo! Tao là Hiếu! Con bố Đại ở đầu làng ấy! Tôi là Thảo! À. Anh là Hiếu! Đúng! Con bố Đại! Không! Tôi không tin! Sao không tin? Mày không tin mày hỏi mấy cái đứa này mà xem có phải không? Hả? Đúng rồi! Nó là anh trai mày đây! Không thể nào. Sao tôi xinh gái thế này mà lại có một người anh xấu như thế này được? Này, mày đừng có láo nháo nhá. Mày miệt thị cái gì thì miệt thị, cấm được miệt thị cái nhan sắc của tao. Thùy Anh ơi, cái Thảo nó bị mất trí nhớ nhưng mà cái bệnh ảo tưởng với nhan sắc của nó vẫn không bị mất đi nhở? Y như anh Hiếu ấy chị nhỉ. Nếu mà anh nói anh là anh của tôi thì anh chứng minh đi. Được rồi, mày thích chứng minh như thế. Bây giờ về nhà, tao cho mày xem sổ hộ khẩu có tên mày trong đấy. Đi. 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 Này, xem cho nó kỹ vào nhá. Đấy, mày thấy chưa? Giờ mày còn chê tao xấu không? Hả? Mày đang tự sỉ nhục bản thân mày đấy.
Ô, thế hóa ra anh là anh trai em thật á? Ừ. Thế nhưng mà sao em bị mất trí nhớ đấy? Thì chơi đá bóng, sao thằng Tuấn nó đá bóng bay thẳng vào đầu mày? Mày lăn quay ra mày bất tỉnh nhân sự chứ sao? Đó, mà chả hiểu kiểu gì. Đá mỗi quả bóng vào đầu thôi mà cũng mất trí nhớ được. Mà tao bê đề tao sút rất là nhẹ nhá. Anh thử để anh Hiếu đá vào đầu anh sẽ có đau không? Đây. Này, mày thử giải bài này hộ tao. Xem mày giải được không? Bài này á, em không biết. Ôi trời chết rồi. Nó quên cái gì, nó quên mấy cái này là chết dở đấy. Anh Hiếu ơi, có khi nào á, anh phải đem nó đi khám đi. Không nhớ nó mà thế nào ra đây á, bố anh về bố anh kiện anh Tuấn nhà em chết á. À, em sợ bác sĩ lắm. Nhớ đâu vào đấy á, người ta bổ đầu em ra thì sao, em sợ lắm, không đi đâu. Ôi chị Thảo nhát thế. Cùng lắm á, người ta chỉ đưa chị vào máy chụp X-quang thôi. Ai lại bổ đầu chị ra làm gì? Gan nó bé như gan chuột ấy, làm sao mà không nhát được. Mà tiền đâu ra mà đi chụp. Chụp chiếu tốn tiền lắm. Giờ làm nào anh Hiếu? Bố anh về bố anh mà biết cái Thảo đi đá bóng xong rồi bị mất trí nhớ thế này á, bố anh xử cả đám ấy. Thôi, em không thấy đau đầu đâu. Đừng đưa em đi viện, em không thích đâu. Bây giờ làm nào mọi người? Không khám lỡ nó bị làm sao chết ấy. À đúng rồi, anh Dương nhà tao đang quen một chị ở phòng khám tư. Hay là để tao nhờ anh Dương? Được, đi. Em không đi đâu, em sợ lắm, sợ bệnh viện lắm. Đi, không nó nhờ chúng mày lên nó đi. Không, em không đi đâu, em sợ bị bổ đầu đó, thả anh ra. Đi. Bỏ ra. Lâu thế nhở? Nhìn lên. À đây rồi. Sao? Sao rồi? Sao? Xong rồi. Này, xuống có bệnh đây. Chả sao à? Thế anh có hỏi bác sĩ là làm sao mà nó bị mất trí không ạ? Tao quên mất rồi. Tại tao vội ra báo với chúng mày quá. Thằng này, chả được cái tích sự gì cả. Rồi, được rồi. Nó không sao là tốt rồi. Mà bố tao ấy, đi bán lan ở bên tỉnh khác. 2 ngày nữa mới về cơ. Bây giờ làm cách nào chúng mình lấy lại trí nhớ cho con Thảo đi. Chứ không bố tao về, bố tao mà biết nó như thế này là do anh em mình hành hạ nó, chết tao ấy. À, tao có cách này, theo tao. Đi. Ngừ. Hãy ngủ đi, chìm sâu vào trong ký ức, nhớ về nó và hãy nhớ lại đi. Nhớ chưa? Nhớ ra chưa? Hả? Ôi giời. Này, nó sao đây? Nó bị tao thôi miên, chìm vào ký ức. Đợi nó mấy phút để nó nhớ lại ký ức đã. À, cái này em biết này, gọi là liệu pháp thôi miên thức tỉnh ký ức. Ui, anh Tuấn, anh học được cái này ở đâu đấy? Thì tao học trên mạng mà. Hôm nọ nhá, nhà ông tao á có một con trâu bị ngứa sừng. Thế là nó mới húc vào chuồng một cái. Thế lăn quay ra mất trí nhớ, không nhớ đường về. Đấy, thế là tao cầm ra tao thôi miên một phát nhá. Thế là nó nhớ đường về luôn. Đấy, kinh chưa. Thật á? Ô, thế hóa ra mày ví em tao như trâu à? Hả? Mày đi tao mổ cho mày phát không? Này, con trâu ấy, nó có 4 chân. Con người nó có 4 chi. Đấy, con trâu cứu được thì không có cớ gì mà con người nó không cứu được cả nhá. Tao là tao nghĩ về đại cục thôi. Còn chúng mày không thích thì thôi, giải tán nhá. Thôi, bây giờ làm gì còn cách gì nữa. Tội gì không thử hết đi. Mà nhìn chị Thảo ngủ say như thế kia, liệu có nhớ được không anh chị? Thảo ơi, Thảo. Đau, sao mọi người đánh em? Này, mày nhớ gì chưa? Nhớ gì á? Chả nhớ gì, em đang ngủ mà. Ui, nghe là biết toang rồi anh chị ạ. À, em có cách này. Được không? Hay nó lại mất trí thêm thì khổ ấy. Thử đi, đằng nào cũng mất trí rồi, có mất trí đâu mà không thử. Thôi, làm đại đi anh Hiếu. Con này, đại là tên bố tao. Nhớ nào đi mà làm, tao không làm đâu. Anh Tuấn, anh là người đá bóng vào đầu cái Thảo, anh phải làm đi.
Đúng là cái bọn nhặt chết. Không làm thì để tao làm, tao sợ đếch gì. Thảo Tô. Mẹ vui tôi rồi. Mấy người là ai? Mấy người định làm gì tôi? Sao lại đâm tao? Mẹ vui tao rồi. Tự nhiên lại bị đâm hoàn. Anh Hiếu, anh lại về lấy cái sổ hộ khẩu nhà anh ra đây đi. Giời. Nóng quá. Chúng mày thế không có cách gì à? Anh Hiếu, em đói quá. Chỉ có ăn là không quên phát nào thôi. Bọn tao cũng đói rồi. Bây giờ mày cho bọn tao ăn cái gì thì bọn tao mới nghĩ cách được tiếp. Chứ không thì chết. Được rồi. Cái gì đến tẩy tạo. Nhà còn mỗi cơm nguội với đường. Ăn đi nhá. Cơm, đường. Ê, ngọt lắm, bọn tao không ăn được đâu. Ăn ăn có mà nhịn. Wow, nhìn ngon quá. Nhìn cái Thảo ăn có vẻ ngon nhỉ chúng mày nhỉ? Chị Thảo ơi, chị ăn cái này xong chị đã nhớ ra gì chưa? Hương vị nó có quen quen không chị? Quen lắm. Như kiểu là chị ăn mấy lần rồi ấy. Tuần có 7 ngày, 3 ngày ăn còn gì nữa. Đấy, nó đang nhớ lại rồi đấy. Đúng rồi, em xem trong phim á, bác sĩ bảo là muốn người bị mất trí nhớ mà nhớ lại được những ký ức ấy thì nấu cho họ những món ăn mà họ đã từng ăn sẽ kích thích được giác quan thần kinh của họ đấy. Đúng, hợp lý. Thảo ơi, mày có nhớ là anh hay làm những cái món gì cho mày ăn không? Không, em không nhớ. Thế này, mày thích ăn cái gì? Bảo thằng Hiếu nó làm cho. Thơm quá. 30.000 của tao đấy. Không thơm mới lạ nhá. Ăn vào đi rồi cố mà nhớ. Ngon không? Có thấy cái gì quen quen không? Này cái hồi mà mày 10 tuổi ấy, lần đầu tiên mày được bố tổ chức sinh nhật cho. Xong rồi đấy là cái lần mà anh em mình được ăn cánh gà rán đầu tiên ấy. Xong rồi nhưng mà chỉ có một cái thì anh cho mày, anh nhường cho mày đấy, mày nhớ chưa? Nhớ ra chưa? Ôi anh cảm động ấy, rớt hết cả nước mắt rồi này. Nhớ chưa? Em nhớ mang máng rồi anh ạ. Ôi, nhớ mang máng á? Thế mình nhớ được cái gì, mình nói nghe xem nào. Hình như lúc đấy là anh ăn trộm quả bim bim của em đúng không? Ừ. Mày không nhớ được cái gì tử tế hơn à? Tự nhiên cái ký ức đấy nó cứ lóe trong đầu em á. Thôi, chị nhớ ra thế là tốt rồi. Chị Thảo ăn đi, cho có sức mà nhớ tiếp. Này, hay là mày thử làm mấy món nữa đi. Biết đâu nó nhớ lại thì sao. Làm á? Ừ. Nhưng làm gì còn tiền đâu. À, hay là cho nó ăn kẹo lạc với cả kẹo dừa đi. Mấy món đấy cũng rẻ mà. Hồi bé mình suốt ngày mình ăn còn gì nữa. Kẹo lạc, kẹo dừa. Ừ. À, để ta xem. Đấy. Kẹo mút, kẹo lạc, kẹo dừa nhá. Toàn thứ mày thích thôi, ăn đi. Ừ, thế á, thế mà em chả nhớ gì cả. Ăn. Em ăn nha. Rất ngon. Ăn từ từ thôi. Vừa ăn, vừa nhớ, xem có nhớ được gì không. Thì em vẫn đang cố nhớ đây, cứ từ từ. À đây này, cái kẹo mút này này. Mày nhớ không, hồi nhỏ nhá, mày đang ăn xong rồi anh chanh của mày. Xong rồi bố của anh nát đít, giờ vẫn có sẹo ở đít đây này, nhớ không? À, có phải cái lần đấy anh còn lấy dép đi đổi kem đúng không? Ê, chuẩn, đúng rồi. À đây, ăn đi, ăn kẹo lạc xong rồi nhớ tiếp, ăn đi. Nhớ chưa? Nhớ thêm được gì chưa? À, em nhớ ra rồi. Kẹo này ăn quen lắm. Hình như là anh mua nhà bà Sinh đúng không? Chuẩn. Ui giời ơi, đúng.
đúng rồi, nó nhớ ra rồi đây. Ăn nữa đi để nhớ, ăn đi, ừ, ăn đi. Nhưng mà bây giờ em buồn ngủ quá, em không nhớ thêm được nữa. Các anh chị từ từ thôi, cho chị Thảo ngủ tí lấy sức. Ờ, thôi được rồi, thế thì mày ngủ một tí đi nhá. Ngủ tí xong rồi dậy nhớ tiếp nhá. Đấy, ngủ đi, xong rồi dậy nhá. Tí dậy ăn gì, thích gì anh nấu cho nhá. Em thích ăn chè này, ăn thạch dừa này. Ui. Mọi người không ngủ à? Dậy đi, anh làm bao nhiêu món mày thích này. Đây này, bánh này, bim bim này, thạch đào này, lê này, xoài này. Ui, nhiều thế. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, đây. Đây. Ăn đi. Ui. Ăn đi, ăn đi. Em xin nha. Ăn đi. Nhớ, nhớ ra cái gì chưa? Làm miếng đào đi. Năm ngoái ấy, mình trộm đào nhà ông Phú xong rồi bị chó đuổi rách cả quần ấy, nhớ không? À, sau đó anh đi hái hoa sen, xong bị đỉa bám vào. Anh sợ quá, anh lao xuống hồ, tí chết đuối đúng không? Đúng, 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 đúng luôn. Đúng rồi. Này, ăn thạch đi, ăn thạch đi. Mày nhớ không? Cái ăn thạch mấy lần xong rồi mày ăn không hết, mày cất đi. Xong rồi mày bị chuột nó ăn mất, mày đổ tội cho tao ấy. Anh còn đổ cho chuột. Rõ ràng là tao không ăn. Anh ăn. Không phải tao ăn. Anh ăn. À đã thế nha. Thế thì tao ăn luôn mấy con bim bim mà mày giấu dưới gối ngày hôm qua luôn này. Ê, không được lấy, không được lấy của em. Này. Nó nhớ ra luôn này chúng mày ơi. Mày nhớ ra là mày giấu dưới gối nhá. À em nhớ theo bản năng thôi. Vừa mới nhớ được tí thôi, thật đấy. Vừa nhớ thôi à. Mày đừng có mà điêu. Có phải mày giả vờ quên xong rồi để không phải nấu cơm, bắt tao nấu, xong rồi bắt tao đi mua đồ ăn cho mày. Đúng không? Nói đi. Không, em mới chỉ nhớ thật mà. Thật đấy, em không nhớ gì hết. Mày vẫn còn chối à? Mày đừng có cãi. Lúc nãy tao nhìn thấy hết rồi. Nhìn thấy á? Anh nhìn thấy gì ạ? Ngon thật đấy. Tự nhiên nhá, được phục vụ như công chúa, cơm bưng nước rót, thích thật đấy. Biết thế nhá, mình trèo lên cây á, ngã xong mất trí nhớ từ lâu rồi. Thôi, mình cất đi, không tay chị sắp về rồi. Đoàn toàn đấy. Đấy. Tao còn quay được cả bằng chứng mày giấu đồ ăn cơ. Nào, 4K, full nha, không chi. Thôi, em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Cái con này, bình thường mày ngoan như thế, mà tại sao hôm nay mày lừa dối cả Tuấn tỷ tỷ hả mày? Ai cho mày lừa dối tình yêu thương của vợ chị như thế hả, Thảo? Chết chết, cháu nó ở nhà ngoan lắm. Em quá thất vọng với chị đấy. Chị xin lỗi, em xin lỗi tất cả mọi người. Tại lúc đấy em chỉ định đùa mọi người một tí thôi. Nhưng mà không ngờ mọi người tin quá, nên em cứ được đà em đùa tiếp. Xin lỗi cái gì hả? Xì tiền mua đồ ăn từ nãy đến giờ cho tao đi. Xong san nhà tao cho tao tạo nốt tóc nữa thì tao tha nhá. Một tuần rửa bát quét nhà cho chừa cái tội gian dối đi nhá. Bố mẹ biết mày hư đốn như này, bố về bụng ánh nó nát đít. Còn em nữa, chị Thảo, chị phải chép vở soạn văn cho em đi. Em vừa mới làm mất xong, đang chép dở không biết bao giờ mới xong. Đúng rồi, không cái dạy nào là bằng cái dạy này cả. Mày nhờn à? Thảo, thế có đồng ý không? Em có, em biết rồi. Anh Hiếu đừng mách vô anh Hiếu nhá. Mày nhờn à? Cho một bài học luôn.